sao? Để cái này ra tự nhiên không ra. Tại vì ba cái mai hỏi ba cái bông trăng này giờ cái xã hội giờ nó phải chơi ba cái bông trăng lắm. Mình đỡ cháu chú mình bản thân lên nè. Không nhiều mấy lần. Dạ. Mà nhìn kỹ cũng giống lá mai đúng không bộ? Bộ giờ bán 2 triệu, bộ bán 2 triệu. Nhìn kỹ giống lá mai chứ bộ. Hồng lá mai. Ơi. Anh coi như coi nè. Chừng cái này gọi là hoa mai trang gì nè. Cái đó là bông trang học sẵn rồi. Coi chừng cái này trên mạng gọi là hoa mai trang nè. Ở cái này riêng được buổi nè. Cô ba cưng của Ngọc. Được ông trắng. Ờ. Để cho em chạy đi che cho nó dễ nè, đừng cho đừng bị dằn. Dằn hả? Dạ, em dằn quá à. Ủa chú ấy mấy cái khuôn này làm gì? Mấy khuôn này làm gì? Cái tính độ là mà kè chứ đó mà đều làm từ từ chứ làm. À làm bờ kè. Chỉnh cho vuông mà chỉnh nó sẹo vậy hả? Chỉnh nó sẹo rồi kìa chú ơi. Dạ tính làm quen chú không nhận bà con rồi kìa, tính ông bớt mà không bớt, ông nhận ra bà con rồi kìa. Dạ nhận rồi, không để mắt hơn. Bà con nào bắn mắt cùng đấy. Anh, chú không cấm lại thêm rồi kìa. Ông dặm cấm cho đó rồi kìa. Ồ, cái bông pháp này ông bự. Đã không? Đi sáng sớm để tối. Ồ, bông pháp này đã gì? Cái này là dạng hương đọt xanh. Hương đọt xanh của ông cũng lên màu đẹp quá nè. Cho bà con mà. Đó là hải đu bay, cái đó là cái giống của mình đó. Hay là đu bay cam. Đu bay cam nè, cái loại mà mình nè, năm cánh nè. Loại mình lấy phải không? Ừ. Mình xin trong cái hàng rào của chú kia. Xin giống á nè, năm cánh nè. Năm cánh gần cạnh luôn nè anh. Màu xanh. Bây giờ nó dạng được. Hiếm cái là sẽ có 6 cánh. Màu vàng với màu hồng nó đỏ. Cái này vàng hường đọt xanh. Dạ, hôm trước là vàng hường đọt xanh. Bụi nó cả chịu quả đó. Ừ, hổng nó cũng hỏi là nếu mà thiếu nhỏ. Ở trong đó thành đó nó mới giờ nó mới ghé hai rồi bữa nay nó thành trồn. Cái màu này nè, đó ở trong đó. Đây thì cũng lúc mua lúc trước cũng thịnh lắm mà giờ nó phát hiện ra vàng hường đọt đẹp hơn. Cái màu vàng với màu hường nó rõ hơn, rõ rệt hơn. Lên hình đẹp lắm cô ơi. Con mê quay phim lắm. Gặp bông con quay vậy đó. Con quay con đưa lên YouTube á. Cô lên YouTube cô coi là cô thấy bông không. Cô gõ tên. Cô gõ tên con Hoa Kiển Kim Trang là cô thấy à. Chút xíu nữa là cái này lên hình. Đẹp chưa? Cái này là ông chủ vườn nha các bạn. Thấy, có mua. Chú là sáng giờ đi nhậu mười mấy chai bia rồi đó mà giờ còn trồng hồ nữa. Mấy bạn
bạn có mua bông mai thì kiếm chú nha. Lại đây chú bán rẻ cho. Chú bán rẻ. Bán mà 3 bụi tính tính tặng 2 bụi tính tiền 3 bụi. Gì lỗi. 3 bụi mà, tặng 2 bụi tính tiền bụi 3 bụi. Bán bụi tặng bụi cho bụi tính tiền 3 bụi. Có mua được bộ nào không, chỉ đây là chú ra giá cái cục liền một cái vai luôn. Thôi nói cho tối rồi chú ơi. Vậy cứ rửa đi giờ bộ 2 triệu. Trời ơi. Trời ơi. Cái lá này đẹp nè. Cái cá 2 bộ mà 2 triệu á. Rồi nghe chú nói con sợ quá con phóng lên xe gì à. Là vậy chứ giờ tháng nữa lại là 2 triệu không bán nha. Tháng nữa là 2 triệu không bán nha. Rồi cô chú con về luôn ạ. Ở vậy cho phải nói cho phải chấp đi cho phải nhá. Ta 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 ta.